Hello, hôm nay em lại chào các bác. Em có một cái chai rượu Ba Kích Thức Hoài, đặc sản Quảng Ninh, sản phẩm OCOP cực ngon nha. Chai rượu này nó không phải như chai rượu bình thường Ba Kích bán trên thị trường các anh chị nha. Nó là chai rượu Ba Kích nhưng nó được thêm các vị để hỗ trợ cho tất cả các anh yếu sinh lý nha. Anh nào mà yếu sinh lý chưa ra đến chợ nào đã mua hết tiền thì hãy để lại số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại và tư vấn cho anh chị ngay sau ít phút nha. Rượu cực ngon, chất lượng đảm bảo, an toàn vệ sinh thực phẩm nha. Đây, hôm nay em chỉ có như thế này thôi, mời tất cả các anh chị ăn cơm. Và em cũng xin báo cáo với tất cả các anh nhà hàng, khách sạn nha. Nếu muốn bán được, xây dựng được một thương hiệu thì phải bán những chai rượu có thương hiệu nha. Đừng bán rượu nút chuối Ba Kích nha. Đấy, em nói thật, riêng rượu Ba Kích mà đóng vào chai Navi thì nói thật sự làm sao đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy, những người mà đi uống thì cũng nên cảnh giác nha. Nói thật sự ra là muốn bảo vệ sức khỏe của mình thì phải có những chai rượu có tem mác rõ ràng nha. Đừng có như thế là thấy rượu là say nha. Đấy, thì em chỉ có mỗi mấy lời khuyên cho các anh nào mà là những người muốn dùng thông thái nhất thì phải dùng những sản phẩm có thương hiệu, có chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm được nhà nước cấp phép nha. Vâng, em xin chào các anh, chúc các anh một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Em xin chào.